và vì sao em lại chọn trường cao đẳng FT Politic Cần Thơ để theo học thứ nhất đó là một sự lựa chọn vừa sức đối với em và thứ hai là thời gian đào tạo ngắn cũng như là sinh viên không chỉ được đào tạo và trao dồi kiến thức lý thuyết mà còn được nắm vững những kỹ năng chuyên ngành cũng như những kỹ năng mềm kỹ năng làm việc nhóm và nhờ thời lượng thực hành nhiều chiếm hơn tới 70% thời lượng học và thứ ba đối với em đó là khả năng cạnh tranh của em sẽ cao hơn về mặt bằng chung so với tất cả các bạn và vì hiện nay tấm bằng cao đẳng đã được công nhận cũng như là trên phạm vi toàn quốc và hiện nay các nhà tuyển dụng cũng ưa chuộng và tuyển nhân viên có tay nghề hơn và không phải tốn thời gian để mà đào tạo lại và cái thứ tư đối với bản thân em đó là về khoản tiết kiệm chi phí thì ở khoảng đào tạo ở khối ngành cao đẳng Apple thì khoảng thời gian đào tạo của chúng em sẽ là 2 năm 4 tháng so với bậc các bậc đại học như là 4 năm hoặc là 6 năm thì cỡ cái khoản này thì tụi em sẽ được tiết kiệm rất là nhiều chi phí về khoản học phí cũng như là chi phí sinh hoạt của em hàng tháng tại sau khi mà em tham gia học tại trường và điều cuối cùng đó là em sau khi kết tốt tốt nghiệp cao đẳng thì em sẽ dễ dàng được liên thông lên các bậc cao hơn cũng như là sau khi ra trường thì em sẽ có cái mức thu nhập nó ổn định hơn so với một bằng chung của các bạn sinh viên cùng khối ngành cao đẳng khác thì em xin hết ạ à. À, vậy thì khi mà học tập tại trường thì có cái kỷ niệm hay là cái ấn tượng sâu sắc gì khiến cho mình nhớ đến trường không bạn ha? Dạ rồi em xin cảm ơn câu hỏi này của chị thật ra để mà những cái kỷ niệm mà em cảm thấy nhớ nhất cũng như là ấn tượng nhất nếu mà sẽ kể hết thì hôm nay chắc sẽ không đủ thời gian để mà em chia sẻ hết với tất cả mọi người cũng như là tất cả các bạn sinh viên thì em xin chia sẻ những gì mà em ấn nhớ nhất cũng như là ấn tượng nhất về trong khoảng suốt 2 năm 4 tháng mà em tham gia học tại trường đó là cái khoảng thời gian ban đầu quá khó khăn về cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị thì sinh viên khóa 14.3 tụi em là vẫn là quen cũng như là đồng hành cùng nhà trường cũng như là đội ngũ giảng viên cho dù, dù có khó khăn đến mấy thì vẫn lạc quan yêu đời và đồng hành cùng nhà trường. Và cái thứ hai nữa là nhà trường cũng có nhiều hoạt động cho sinh viên mà từ trước đến nay em chưa được biết đến, cũng như là nhà trường có rất là nhiều các cuộc thi cho các bạn sinh viên để các bạn thỏa niềm đam mê cũng như là cái sự sáng tạo của các bạn cũng như là hàng năm thì ở trường thì có đại hội nhị tại nhạc hội Happy Bee. sẽ ừ, thì, thì lúc đó thì có những ca nghệ sĩ nổi tiếng cũng như là hot ở trên mạng xã hội Như bây giờ cũng là Xuân Tùng NTB, uh, Subin Hoàng Sơn thì nhà trường cũng mời về để mà thổi cái niềm đam mê cũng như là cái sự yêu mến âm nhạc của tất cả các bạn sinh viên. Và cái mà em nhớ nhất đó là các chuyến đi tham quan cũng như là hai kỳ thực tập ở kỳ năm và kỳ thực tập tốt nghiệp thực tế tại các doanh nghiệp thì nó cho uh, sinh viên chúng em như là nhiều trải nghiệm kinh nghiệm cũng như là các bài học quý giá và cho bản thân sau này và cái điều đặc biệt nhất đối với em đó là nhà trường đã cho chúng em một cái cơ hội nghề nghiệp cao nhất để mà phát triển bản thân nghề nghiệp sau này và chính vì lý chính vì cái lý do đó mà em chọn trường FPT FPT Polytechnic Cần Thơ để mà học tập vì FPT Polytechnic Cần Thơ chính là một sự khác biệt